Hello, xin chào cả nhà, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Ngày hôm nay trong cái video này mình sẽ nói tất tần tật cho các bạn một chai nước hoa giữ được bao nhiêu lâu, cách bảo quản nước hoa và cách xịt. Đó, mình sẽ chia sẻ hết với các bạn với những kiến thức mà mình tìm hiểu ở trên mạng và thực tế mình sử dụng. Thì trong cái video này của mình ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ hết cho tất cả các anh em. Trước tiên, câu hỏi thứ nhất, một chai nước hoa giữ được trong bao lâu? Thì trước khi trả lời câu hỏi này cho các anh em, mình có vài cái muốn show với cho mọi người. Đây là chai nước hoa Hugo Boss, Boss for Men. Mình mua chai nước hoa này vào thời điểm là 2008, có nghĩa là đến bây giờ đã là 10 năm. Đấy, các anh em nhìn là hộp nó rất là cũ rồi. Và chai nước hoa này thì sau khi mình dùng đến mình áng chỉ khoảng tầm 10ml thì mình đã dừng lại không dùng nữa vì mình muốn giữ làm kỷ niệm. Và mình đã mua một chai khác vào năm 2014. Đó. Chai thứ hai, đó là chai Hugo Boss, Boss Emotion White. Chai nước hoa này mình mua vào năm 2012. Đó. Và chai thứ ba, đó là CK Summer Eternity bản phiên bản 2013. Đó. Thì tất cả ba chai nước hoa này đều có một đặc điểm là mình đã dùng từ khoảng 10 năm, 6 năm và 5 năm. Và mùi hương của nó vẫn như lúc ban đầu mình đã dùng. Gần như mình không cảm thấy có một cái gì đó nó thay đổi về nốt mùi, về độ bám tỏa mùi. Đó. Vậy thì thay vì trả lời câu hỏi của anh em hay hỏi mình là một chai nước hoa giữ được bao lâu, mình muốn hỏi lại các anh em, đó là các bạn sẽ giữ gìn chai nước hoa như thế nào để nó có thể giữ được mùi hương lâu. Đó. Còn đối với mình thì mình thật sự mình không biết một chai nước hoa có thể dùng được bao lâu. Nó có thể là 10 năm, hơn 10 năm, 20 năm. Nếu như các bạn thực sự biết cách bảo quản và giữ gìn chai nước hoa thì mùi hương của nó lúc nào cũng sẽ được đảm bảo. Còn nếu không thì rất khó cho các bạn có thể lưu giữ được mùi hương của chai nước hoa đó. Vậy để bảo quản nước hoa thì sẽ nên như thế nào? Thì ở đây mình xin lưu ý với các anh em có 4 cái các bạn cần nên biết, đó là không khí, độ ẩm, nhiệt độ và ánh sáng. 4 thứ đó là sẽ là tác nhân chính gây ra hư hại mùi, làm hỏng mùi của một chai nước hoa. Do đó là mình sẽ có một vài cái lưu ý sau đây cho các anh em, các bạn nên tham khảo. Đó. Điều đầu tiên đó là không khí. Thì theo như mình tìm hiểu là nó còn gọi là oxy hóa các cái thành phần hóa học trong nước hoa. Có nghĩa là khi, cho nên là trong các cái forum người ta khuyên là nên mua những cái chai xịt hơn là mua những cái chai mà phải mở nắp ra. Bởi vì khi mà chúng ta mở ra đóng vào rất là nhiều lần ấy, thì khi mà chúng ta mở ra thì không khí nó sẽ ùa vào, và nếu mà quá nhiều lần như thế thì nó sẽ gây những cái tác hại cho thành phần mùi hương. Do đó là người ta khuyên là nên hạn chế mua những cái chai mà có mở nắp mà nên dùng xịt. Thì thật ra cái này thì ví dụ những cái chai to thì nếu như chúng ta không phải là thương gia thì chắc chắn là chúng ta cũng không mua rồi, mà chỉ yếu là mua những cái chai 100ml đổ về để mà xịt thôi. Chứ còn những cái mình cũng hiếm thấy là chai nào có dung tích nhỏ mà mở nắp phải mở nắp ra. Cái thứ hai đó là ánh sáng. Chúng ta không bao giờ được phép để ánh sáng chói chiếu trực tiếp vào chai nước hoa đó, bởi vì sức nóng ánh sáng nó sẽ làm hỏng. Các bạn cứ hình dung giống như kiểu là chúng ta để một cái chai nước mà để dưới ánh nắng mặt trời nó chiếu rọi thẳng vào ấy, thì chỉ cần một lúc sau thôi là nó sẽ bốc hơi, đúng không? Nó sẽ bốc hơi nước và nó sẽ, thì nước hoa cũng như thế. Nếu như các bạn để ánh nắng trực tiếp chiếu vào chai nước hoa, mà nhất là những chai nước hoa của chúng ta đều đa phần làm bằng thủy tinh, thì cái mức độ nhiệt nó sẽ ảnh hưởng ghê gớm đến những cái thành phần tinh dầu mùi hương, tinh dầu nước hoa. Do đó chúng ta nên để trong
tránh ánh sáng, chỗ râm thì càng chỗ không có, có nghĩa là nên để nước hoa vào trong hộp đó, nên để trong nước hoa vào trong hộp và tránh ánh sáng chiếu vào những chỗ mà chúng ta để nước hoa đó. Để nước hoa vào trong hộp mà tránh ánh sáng chiếu trực tiếp vào những chai và những cái chỗ góc mà mình sẽ để nước hoa. Điều thứ ba đó là nhiệt độ. Thông thường thì chúng ta ở mùa hè ở Việt Nam thường rất là nóng, thậm chí như mấy hôm vừa rồi là trên 40 độ. Do đó nếu như mà để nước hoa ở một cái môi trường nhiệt độ như thế thì các bạn cũng biết là nó sẽ gây hại nghiêm trọng đến cái mùi hương của nước hoa. Thì thông thường như mình thấy ở đây thì mình cảm thấy cái nhiệt độ chuẩn nhất thì nhiệt độ thấp thì là càng tốt rồi đúng không? Còn nếu mà cao thì mình không nên quá 28 độ. Đó, tầm thì 28 độ đổ xuống là ok. Cho nên là các bạn nào mà nếu mà cho nên các bạn dùng nước hoa thì cũng nên lưu ý, nếu như phòng của các bạn quá nóng thì cũng nên nên có cái phương án để mà cất ở một nơi nào mà nó mùi hương nó nhiệt độ nó vừa phải, chứ không nên để quá nóng thì lâu ngày nó sẽ hỏng mùi hương. Thứ tư, giữ nước hoa khỏi độ ẩm. Có nghĩa đây là gì? Các bạn không nên để ở những nơi có độ ẩm quá cao, bởi vì nó sẽ gây hư hại đến nước hoa đó. Cho nên khuyến cáo là nên để ở nơi khô ráo, không có nhiều độ ẩm không cao, để tránh gây ảnh hưởng đến những chai nước hoa của chúng ta đó. Điều thứ năm, không được lắc chai nước hoa như thế này này. Các bạn dùng không nên lắc, bởi vì khi các bạn lắc là theo như mình đọc là đại ý người ta nói là nó cũng gây ảnh hưởng đến những kết cấu tinh dầu trong nước hoa. Do đó khi dùng nước hoa không được phép lắc, không phải là sữa chua đánh đá mà các bạn lắc này, ok, không được lắc bởi vì nó sẽ gây hỏng chai nước hoa của chúng ta. Điều thứ sáu, cái này ở đây thì mình muốn lưu ý cho các anh em thôi. Có nghĩa là khi mà các bạn đã có quá nhiều chai nước hoa và sẽ có những chai mà thỉnh thoảng từ 5 đến 6 tháng các bạn mới có thể dùng lại, bắt đầu dùng xịt lại. Có nhiều khi các bạn quên đúng không? Sau khoảng 5-6 tháng các bạn mới xịt lại. Thì các bạn lưu ý giúp mình. Có nghĩa là thông thường khi mà các bạn xịt xong ấy thì sẽ có một lượng nhỏ nước hoa nó sẽ bị lưu lại ở trong cái đây mình ấy này, lưu lại ở trong cái vòi này này đó. Thì lâu ngày các bạn không sử dụng thì trước khi dùng các bạn nên phịt trước khoảng 4-5 phát hoặc là nhiều hơn, vì các bạn để mà nó giống như kiểu làm sạch cái vòi xịt ấy. Sau đó hãng xịt lên người, bởi vì nếu như các bạn xịt luôn thì các bạn cảm thấy mùi nó có một dạng như là mùi cồn nhẹ, và hoặc là mùi nó sẽ nhẹ hơn so với cái bình thường, cái mùi hương bình thường mà mình vẫn hay ngửi của chai nước hoa đó. Nguyên nhân lý giải là do nó có một cái lượng nước hoa chút xíu lâu ngày nó bị tắc ở trong, nó bị giữ ở trong cái vòi xịt này, và nó có thể nó bị biến đổi. Do đó là trước khi xịt thì các bạn nên xịt rửa, coi như mình rửa lại cái vòi này, xịt khoảng 4-5 phát đó, sau đó mới xịt lên tân da của mình để cho mùi hương nó trở lại những cái cảm nhận ban đầu của mình đó. Cái này là mình chỉ lưu ý lại cho các anh em thôi đó. Thì vừa xong là mình đã list ra cho các bạn những cái điều cần lưu ý khi mà các bạn muốn bảo quản một chai nước hoa để làm sao mà mùi nó luôn được thơm lâu đó. Thứ ba, cách xịt và thời điểm xịt khi nào. Về cách xịt thì như mình đã nói trong một cái video trước, các bạn nên giữ khoảng từ 7-10 cm và xịt đó. Khi mà xịt thì cố gắng làm sao mà nó phải là thành phun sương, chứ đừng xịt nó thành
giọt hạt nước, giọt nước ở trên tay là sai cách nhá. Xịt là phải thành một dạng như kiểu phun sương ấy mới là chuẩn. Ok, vậy chúng ta sẽ nên xịt như thế nào? Điều đầu tiên các bạn cần phải xác định là bạn sẽ dùng hôm nay, ví dụ các bạn hôm nay xịt là bạn sẽ dùng để đi làm hay đi hẹn hò hay đi chơi buổi tối đó, thì lúc đó các bạn sẽ chọn một chai nước hoa nó mang những cái đặc điểm mùi hương phù hợp với cái mục đích bạn sẽ dùng. Ví dụ như đi làm thì các bạn sẽ dùng chai Versace Pure Homme, đúng không? Mùi nó vừa phải, không quá là nặng đòn. Còn để đi đi chơi bời mà không phải là vào những vũ trường ấy, mà là đi chơi bình thường thôi, thì các bạn có thể dùng là Chanel Alohu Sport, đúng không? Đấy. Hoặc nếu như bạn đi bar thì bạn sẽ thích chọn ví dụ như Versace Eros hoặc là Jean Paul Gaultier Ultramar. Ok. Điện hò thì các bạn có thể chọn một cái mùi hương nó sexy, thì các bạn có thể dùng Chanel Alohu Sport or Extreme, hay là dùng Dolce & Gabbana The One Eau de Parfum, đó, vân 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 vân. Thì ý mình ở đây là gì? Nếu như khi các bạn đã xác định được là mình dùng cho mục đích nào trong ngày hôm nay, thì lúc đấy các bạn sẽ chọn một cái mùi hương nó hợp lý và nó sẽ ảnh hưởng đến số lần xịt cho các bạn. Điều thứ hai, cái này thì nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng mà các bạn cần phải tính toán cái khoảng cách, cái cung đường mà các bạn sẽ đi từ, ví dụ từ nhà các bạn, nếu như mà đến chỗ làm chẳng hạn, đến chỗ đi chơi hay đến chỗ tụ tập. Bởi vì ở đây mình có một cái câu chuyện thế này. Lần trước có một bạn hỏi mình là bạn mua một chai Chanel Alohu Sport Oil Stream và bạn ấy thấy là mùi hương lưu rất là lâu, nhưng mà tại sao bạn ấy xịt chỉ sau khoảng 2-3 tiếng không thấy gì. Thì mình hỏi bạn là bạn xịt mấy shot và đi, bạn đi từ nhà đến cái đến chỗ làm của bạn là mất bao lâu, thì bạn bảo là bạn xịt 2 shot và từ nhà bạn đến chỗ làm là 45 phút. Vậy câu chuyện đây là gì? Có một đặc điểm là ở bên nước ngoài họ di chuyển phần lớn là bằng ô tô và tàu điện ngầm, chứ đi xe máy rất là ít, và cái nữa là không khí môi trường bên đó rất là sạch. Còn ở Việt Nam 98% anh em là đi di chuyển bằng xe máy, không khí thì bụi bặm bẩn thỉu. Tất cả những yếu tố đó nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái khả năng bám tỏa mùi. Ví dụ như là như mình chẳng hạn nhá, từ nhà mình đến chỗ làm là mình đi mất khoảng 30 phút, thì bình thường với một chai nước hoa đó mình xịt, bình thường khi mình đi làm mình sẽ xịt khoảng 6-7 phát. Ok, bởi vì mình đi làm cả ngày chứ mình không đi nửa ngày rồi mình về, và mình đi làm cả ngày, do đó mình thường có xu hướng mình sẽ xịt 6-7 phát. Và ở đây 6 phát là cho bình thường để cho đi làm, và 1 phát dự phòng cho mình đi xe máy, thông thường là như thế. Nói ở đây có nghĩa là gì? Các anh em nên cũng cần cân nhắc, ví dụ như nếu như các bạn đi gần, ok, mình sẽ điều chỉnh cái lượng xịt. Nếu như bạn đi xa thì bạn cần phải tăng số lần xịt để bù vào cái thời gian bạn sẽ đi ngoài đường bụi bặm bẩn thỉu, tắc đường, gió, nó sẽ ảnh hưởng đến, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái khả năng bám tỏa mùi đó. Đi ngoài đường xe máy 45 phút đến 1 tiếng đồng hồ, các bạn cứ thử đi mà xem. Nước hoa nó không phải nước thánh mà có thể giữ được, chịu được cái độ ảnh hưởng như thế. Cho nên khi các bạn xịt, các bạn sẽ cân nhắc đến cái cung đường các bạn đi, để tùy vào mình sẽ tăng lên để bù vào cái khoảng cách mình phải di chuyển đó. Đấy là cái kinh nghiệm của mình, còn đây là mình gợi ý cho các anh em thôi, chứ không có một cái sách vở nào nó ghi lại những cái cách xịt như thế này đó. Điều thứ ba, xịt ở điểm nào? Thì như mình đã nói là có một số điểm, đó là gáy, sau tai, vai, khuỷu tay và cổ tay. Đối với mình không chuộng khuỷu tay và cổ tay. Cái thứ nhất đó là chúng ta phải đi xe máy,
Do đó là thực sự là mình không đánh giá cao nếu khi mà xịt vào cổ tay, vào khuỷu tay, cái khả năng bám tỏa mùi mình không đánh giá quá cao. Vì do chúng ta phải đi di chuyển bằng xe máy, chứ còn nếu mà đi ô tô hoặc là đi bằng tàu điện ngầm thì mình nghĩ chắc là nó vẫn ok. Và cái thứ hai nữa là bởi vì mình đi, ví dụ như mình đi làm cả ngày, mình không thích xịt vào cổ tay. Bởi vì khi mà rửa chẳng hạn, rửa tay đúng không? Hoặc là mình khi mình hút thuốc chẳng hạn, cái mùi nước hoa nó bốc lên, nói chung là mình không thích lắm. Cảm giác như là nó hơi ngái ngái ở mũi. Do đó là mình không chuộng là xịt ở cổ tay hoặc là cửa ở khuỷu tay. Cái đấy là tùy các anh em. Vậy điểm nước hoa nào theo mình là các bạn nên xịt? Đó là sau gáy và tai. Đó, sau tai này, xịt vào sau tai và sau gáy thì khi các bạn di chuyển mùi hương nó cũng sẽ vòng vèo uốn lượn theo các bạn, rất là nó sẽ gây cái sự thu hút khi mà mọi người ngửi. Đó thì xịt bao nhiêu lần, không có một cái số lần xịt nó cố định cả, nó tùy thuộc vào da của các bạn. Thế nhưng mà theo như ý mình, theo như kinh nghiệm của mình ấy, các bạn đi làm thì nên xịt tầm từ 7 đến 8 phát. Đi chơi bình thường thì nên xịt tầm khoảng từ 2 đến 3 phát. Thậm chí là có thể hơn, 3 đến 4 phát tùy các bạn. Đi hẹn hò thì tùy, phụ thuộc vào gu của các chị em. Cái này thì mình không thể giúp được. Còn đi bar thì chắc chắn rồi, càng nhiều càng tốt. Mình không phải là số 1 thì cũng chả thằng nào là số 1 cả. Cho nên đi bar thì cứ giã nặng đòn cho mình, thế thôi. Thì trên đây là tất cả những cái gì mình muốn chia sẻ với các anh em về cách bảo quản nước hoa, cách xịt và xịt như thế nào. Đó, thì rất hy vọng các anh em giúp được các anh em có thêm một cái kênh thông tin để các bạn có thể hiểu được. Hãy like và share nếu bạn cảm thấy video của mình có giá trị và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.